trong năm học 2007-2008 vừa qua đã đạt danh hiệu học sinh giỏi. Xin mời các cháu có tên vừa nêu, xin mời cho cháu Nguyễn Ngọc Thanh Vân, và xin chúc Nguyễn Ngọc Thanh Vân sẽ thi đỗ vào những ông nội lên cao cái phần thưởng danh dự cho cháu Nguyễn Ngọc Thanh Vân. Xin kính mời đậu lên cao phần thưởng danh dự cho cháu Nguyễn Vũ Phạm Thị Thanh Thủy, lên cao phần thưởng danh dự cho cháu Nguyễn Thị Thảo Uyên. Họ đưa qua cho bố Diệp đi. Xin mời thầy Nguyễn An Hiếu lên cao phần thưởng cho cháu Đặng Ngọc Bảo. Năm nay kết quả học tập của các cháu trong gia đình Long Hưng chúng ta chưa đạt được nhiều đỉnh cao như mong muốn, nên các cháu chưa nhận được nhiều phần thưởng của gia đình Long Hưng. Với vậy, trong năm học sắp tới, chúng tôi rất mong các cháu sẽ phấn đấu để đạt được những cái thành tích khả quan hơn, và gia đình chúng ta sẽ vui mừng trao những phần thưởng danh dự cho những cháu đó. Mong lắm thầy. Cậu, dì, cô, bác và anh em, con tên là Sinin Bả Trân. Con xin thay mặt các anh chị em hứa là sẽ phấn đấu học tập giỏi hơn trong việc học tập của năm. Hôm nay con cảm thấy rất vui vì được nhận quà, và con mong rằng sau các anh chị chưa được nhận quà sẽ phấn đấu hơn nữa để su đó là lên ra. Có đám đông.
đấy. Đừng lên nói.